trường hải quốc nâng tầm cao mới vươn tới tương lai. TV Samsung LED hình ảnh siêu nét, chi tiết cực sắc, cảm giác thật đến bất ngờ, trải nghiệm Hyperreal thật như cuộc sống, chỉ có ở Samsung. Khán giả xem chương trình kính chào những người đang theo dõi chương trình Người Đương Thời ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta có một câu hỏi ngày hôm nay là: bạn sẽ làm thế nào nếu như bạn có một công việc không mấy hấp dẫn? Và người tham gia trò chuyện của chúng ta là đồng chí đại úy Đỗ Xuân Nhường, bệnh xá trưởng trại giam Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương. Trước hết thì chúng tôi sẽ có những câu hỏi rất nhanh, rất ngắn gọn dành cho anh Đỗ Xuân Nhường, và anh sẽ trả lời cũng rất là nhanh, rất ngắn gọn, được không ạ? Anh có thích nghề y không? Dạ thưa chị, là thực ra mà nói là cái lúc đầu thì cũng không có cảm nhận về nghề, bởi vì là lúc đầu đi là đi công an chứ không phải đi làm nghề y. Thế nhưng mà sau khi vào ngành công an rồi thì được lãnh đạo đơn vị tuyển chọn cho đi học y, thì qua những năm tháng học tập thế rồi ra thực tế công tác thì dần mình cũng cảm nhận thấy cái nghề này là một cái nghề cao quý, cho nên là từ đó xác định đây là một nghề cao quý, cho nên là tôi cũng cảm thấy mình cũng yêu và gần gũi, là thường xuyên trau dồi cái đạo, cái y đức của người làm công tác y. Anh có thể kể đôi nét ngắn gọn về gia đình được không ạ? Dạ thưa chị, là tôi hiện nay là có một gia đình ở vùng quê. Thế mà vợ tôi hiện đang làm ở quỹ tín dụng nhân dân của địa phương. Thế và có hai cháu hiện đang học trường trung học cơ sở. Anh sợ gì nhất ạ? Cái lúc đầu mình chưa đi học y và chưa làm nghề y thì cái cảm giác sợ đấy là sợ máu và sợ, kể cả sợ những người ốm, sợ bẩn. Cái năm đầu là tôi phải bỏ học 3-4 lần vì là sợ khi mà lên thực hành ấy là phải tiếp xúc với xương người thật. Thế rồi là còn phải học tiêm thì phải, rồi là học thay vết băng, vết thương ấy, thì là phải tiếp xúc với người bệnh. Thế nên đấy là những cái cảm giác ban đầu và sợ hãi. Thế sau khi đó mình bỏ học thì về cơ quan, thì sau khi đó thủ trưởng tìm hiểu ra thì là thủ trưởng lại động viên và cho đi học tiếp. Vâng, vượt qua nỗi sợ đúng không ạ? Vậy thì hồi nhỏ thì anh ước mơ được làm nghề gì? Từ nhỏ thì thường là ước mơ là được làm anh bộ đội. Vâng, cảm ơn anh. Bây giờ là những câu hỏi dành riêng cho công việc của anh ở trong trại giam Hoàng Tiến hiện nay. Chúng tôi tò mò muốn hỏi là bữa cơm trong trại giam thì thường có những món gì ạ? Cũng sinh hoạt bình thường như ngoài, chứ không có gì khác cả. Rau nhiều hơn hay thịt nhiều hơn ạ? Nói chung là cũng cứ đều đều. Chúng tôi phụ thuộc vào anh nuôi. Câu hỏi này hơi khó trả lời một chút nhá. Nếu như nhận được quà biếu của người nhà phạm nhân thì anh làm gì? Thực ra nói là chúng tôi ở đấy thì không phải là không có quà, cũng có quà, thế nhưng mà cái này là quà cảm ơn. Sau khi mà con hoặc là em hoặc là người thân của họ đã thoát khỏi cái sự chết chóc, trở về quê sinh sống với gia đình để chữa bệnh, cùng để gia đình chăm sóc và chữa bệnh, khi mà người ta đến cảm ơn thì mình cũng cảm thấy là rất là thoải mái và rất là phấn khởi khi mà người ta đã nghĩ đến mình. Nói chung công việc khám chữa bệnh của anh là làm những gì ạ? Chủ yếu là nhìn sờ gõ và nghe. Nhìn sờ gõ nghe ạ? Dạ. Nhìn gì, sờ gì, gõ gì và nghe gì ạ? Chúng tôi là nhìn sắc mặt. Nhìn mò, nhìn các cái da và niêm mạc của người bệnh. Thế và sờ vào các cái tổ chức bị tổn thương, đau. Thế và gõ thì là gõ vào các cái vùng đau đấy để xác định cái vị trí. Thế và nghe là cũng nghe tiếng tim và tiếng phổi. Hai từ dương tính gọi cho anh cảm xúc gì? Dương tính thì cái này có một cái là hai cái dương tính, một cái dương tính là phấn khởi, nhưng mà một cái dương tính thì cũng đau đớn. Ở chỗ là thí dụ như là phản xạ thần kinh thì phải là dương tính. Thế nhưng mà nếu như mà các cái bệnh tật mà dương tính thì đấy là những cái mà buồn của người bệnh, và đấy là cũng là một cái lo lắng của người thầy thuốc. Thế là HIV được không ạ? Dạ. Anh có phải là người may mắn không ạ? Nói chung trong cuộc sống thì cũng có nhiều may mắn, nhưng mà cũng có nhiều cái không may mắn. Anh hãy điền tiếp câu này nhé. Đối với đồng đội phải thân ái giúp đỡ, còn đối với phạm nhân thì phải làm gì? Dạ, nói chung là mình cũng phải thân thiện.
Bởi vì là phạm nhân khi người ta đã xác định được cái tội lỗi của người ta rồi và đã được pháp luật đã định hình cái mức án của người ta rồi và người ta chấp nhận cái mức án và cái tội lỗi đó, người ta đến để chấp hành hình phạt là để cải tạo, thì nhiệm vụ của chúng tôi là phải cảm hóa, giáo dục và thuyết phục họ. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho anh Đỗ Xuân Nhường đã tới từ trại giam Hoàng Tiến, Hải Dương. Đại úy Đỗ Xuân Nhường, bệnh xá trưởng trại giam Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương, có thâm niên gắn bó với nghề chữa bệnh cho phạm nhân đã gần 30 năm nay. Đã có hàng chục ngàn lượt phạm nhân thi hành án tại trại giam này được anh chữa trị. Ngày nào cũng vậy, anh khám bệnh cho phạm nhân, cấp phát thuốc và điều trị thường xuyên cho những bệnh nhân nặng, các phạm nhân nhiễm AIDS. Có ngày anh khám tới 150 phạm nhân. Trạm xá có 20 giường bệnh, nhưng lúc nào cũng có tới 30 bệnh nhân và luôn trong tình trạng quá tải. Dù làm việc trong một môi trường có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao như lao, phổi, thương hàn, sốt và HIV/AIDS, nhưng đại úy Đỗ Xuân Nhường vẫn luôn tận tình với công việc tại trại giam. Từ năm 2005 đến nay, trại đã khám cho hơn 6.500 lượt phạm nhân, phát hiện ra 263 lượt người mắc bệnh lao. Đây cũng là một trong số các trại giam được quan tâm xây dựng mô hình tổ chống lao, phạm nhân mắc lao được phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Chính những phạm nhân được điều trị khỏi bệnh lao là các tuyên truyền viên, đồng đảng viên giúp đỡ, hỗ trợ cho phạm nhân khác khi thấy có các triệu chứng nghi mắc lao. Hàng ngày, cán bộ y tế trực tiếp phát thuốc và giám sát việc uống thuốc của các bệnh nhân và tỷ lệ phạm nhân mắc lao trong trại giam Hoàng Tiến được điều trị thành công là gần 90%. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, đây là áo blue này. Còn đây là cái gì ạ? Đây là cái ống nghe. Vâng, dạ, quen thuộc đúng không ạ? Đây là cái ống nghe. Còn đây? Còn đây là cái máy đo huyết áp. Anh sẽ gặp một số bệnh nhân ngay bây giờ. Dạ. Anh sẽ phải chuẩn đoán bệnh. Anh sẽ khám bệnh đúng không ạ? Vâng. Và anh sẵn sàng không ạ? Dạ vâng. Và tôi sẽ nhường cái ghế này cho các bệnh nhân. Và xin mời các bệnh nhân của chúng ta xuất hiện trong trường quay ạ. Em cảm thấy là em rất là chán nản trong công việc ạ. Và khi mà em làm việc thì em cảm thấy là em rất là đau đầu và căng thẳng thần kinh ạ. Và em có cảm giác là em không muốn đi làm. Bởi vì là em cảm thấy cái môi trường làm việc của em thì em ít có cơ hội học tập. Vì cái ít cái cơ hội học tập đấy để em có thể phát triển cái nghề nghiệp của mình. Thế nên là em cảm thấy chán nản ạ. Chán nản và em đã xin chuyển công tác nhưng mà xin mãi rồi cũng không được chuyển. Và chính vì thế mà dẫn đến một cái ức chế trong tâm lý khi làm việc của em. Hiện giờ thì em đang làm văn thư ở một trường cấp 3 ạ. Và cái mức tiền lương ạ thì chỉ có hơn 1 triệu thôi ạ. Và với cuộc sống hiện nay thì cái mức tiền lương đấy nó không đủ cho chi phí sinh hoạt ạ. Vì thế em cảm thấy là cái công việc này nó rất là, em cảm thấy chán nản với công việc ạ. Trước khi đi làm ạ thì em chưa có biểu hiện này. Và từ khi em đi làm ở thư viện ấy, thì cho đến bây giờ thì em hay cảm nhận thấy là buổi sáng khi thức dậy em hay hắt xì hơi và sổ mũi rất là nhiều. Đã có uống thuốc cảm cúm nhưng mà chỉ khỏi trong một cái thời gian mình uống ấy. Và sau khi uống hết liều thuốc đó rồi thì vẫn bị hắt xì hơi và sổ mũi thường xuyên ấy. Và nhất là khi mà mình tiếp xúc với khi mà xếp sách vở trên giá ấy, thì tức là chỉ cần khi hít một chút bụi vào thôi, khi mở sách ra thì đã hắt xì hơi liên tục và chảy nước mắt trong mũi ạ. Em là sinh viên của Đại học Luật, à. Em ra trường được 1 năm rồi. Và ngày xưa em mới đi làm ạ, thì là làm một công việc ở làm công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhưng mà công việc hành chính của em thì thực sự rất là nhàm chán. Chỉ quản lý công văn đến, công văn đi, con dấu, các hợp đồng thì là rất là nhàm chán. Cho nên là em đã xin nghỉ việc. Xin nghỉ việc. Và thời gian gần đây thì em có mở riêng cho mình một cái quán net. Và mở quán net thì lại là công việc suốt ngày cũng chỉ có ghi, chép và tính tiền. Và em cảm thấy rất là mệt mỏi những công việc như vậy. Và em cũng muốn là mình tìm lại con người của mình khi mà mình là sinh viên. Mình ao ước những ước mơ của mình đạt được điều đó. Nhưng mà em rất là khó. Mong bác sĩ tư vấn cho em ạ. Vì là một sinh viên thì mới ra trường thì cũng được làm ở trong một môi trường làm việc cũng tốt. Thế nhưng công việc của cháu là làm một kế toán thì luôn phải kiểm kê tài chính rồi đi làm thì
cũng không có nhiều thời gian để dành cho cuộc sống riêng của mình ạ. Và cháu cảm thấy hơi bị stress một lúc. Đây là do một cái áp lực về tâm lý là chính. Nếu có điều kiện thì chọn được công việc khác là mà nó phù hợp với mình, với cái học vấn của mình thì nó là tốt nhất. Dù sao chăng nữa thì ta cũng nên tạo những cái điều kiện để thích nghi và phù hợp với cái công việc của mình. Cuộc sống thì ngoài cái ước mơ, hoài bão ước mơ, thế và để đạt được một cái mục đích công việc rồi thì cũng phải đạt được một cái mục đích, tức là thu nhập để đảm bảo cái nhu cầu cuộc sống. Thế mà với cái điều kiện hiện nay thì mình mới đi làm chẳng hạn thì nó phải theo cái thang bậc lương thì mình cũng phải dần dần, chứ bây giờ này mình vừa mới làm cái mà mình lại đòi được hưởng thụ nó cao như những người đã lâu năm thì cũng không được. Thế cho nên là khuyên bạn là cũng sẽ nên dần dần, thế rồi sẽ có mấy cái công việc phù hợp, thế rồi là cái mức thu nhập nó sẽ cao lên, thế và để đáp ứng được cái mức sinh hoạt của bản thân. Hiện tại bây giờ là cái triệu chứng đấy là triệu chứng của cái bệnh dị ứng cơ địa. Thế mà cái dị ứng này thì do những cái bụi giấy nó gây lên một cái mà mình hít phải, nó gây đến một cái phản ứng để nó đẩy những cái bụi, những cái tạp chất ấy ra khỏi cái khoang mũi, cho nên là mới gây đến một cái phản xạ tức là hắt hơi. Thế thì theo mình thì nên cái này thì đơn giản thôi mà cũng không cần phải dùng thuốc. Tức là bằng một cách, tức là bạn có thể đeo khẩu trang trong khi xếp sắp lại giá sách. Cái đơn thuốc này chủ yếu là phải xác định rõ là cái nhiệm vụ của mình được phân công đã phù hợp với cái ngành học rồi thì mình nên là xác định là nên đi sâu vào cái công việc của mình. Thế và từ đi sâu vào công việc của mình thì mình mới tìm thấy những cái niềm vui ở trong đó và mới đam mê và yêu ngành mến nghề được. Do những áp lực công việc thì có thể là mình có thể là sau mỗi giờ, mỗi buổi làm việc thì có thể mình thay đổi không khí, rồi như là đi bộ này, hoặc là đi chơi cùng người thân này. Bởi vì là sau mỗi cái giờ, mỗi buổi làm việc thì có thể là đấy là những cái động tác mà làm cho mình nó khuây khỏa hơn và thoải mái hơn. Hyundai, thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới. Thaco, thương hiệu ô tô hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm xe khách hàng đầu Thaco Hyundai. Cauti 29 chỗ. Citybus 80 chỗ. Space High Class 47 chỗ. Grandeur Hyundai phục vụ du lịch. Thaco Hyundai, nâng cao chất lượng cuộc sống. Được sản xuất và phân phối bởi Trường Hải Group. Chúng ta vừa theo dõi một cuộc khám bệnh giả định cho những người bị mắc một căn bệnh của tâm hồn, đó là căn bệnh chán nản với công việc của chính mình. Chúng tôi có một cuộc điều tra nhỏ trên một website. Theo các bạn trẻ thì một công việc hấp dẫn là công việc gì? Thì có 39% các bạn cho rằng là đó là công việc có nhiều cơ hội học tập và nâng cao tay nghề. Có 13% cho rằng đó là một công việc có cơ hội, tức là ví dụ được cất nhắc, được phát triển. Và cũng 13% cho rằng đó là một công việc mà phải được tiếp xúc với nhiều người thú vị trong cuộc sống. Và 8,7% các bạn cho rằng đó là công việc phải có nhiều tiền. Và 8% cho rằng đó là công việc phải có danh tiếng. Anh có ý kiến gì về cái bản điều tra này chứ? Ở đây thì nó còn tùy thuộc theo cái nguyện vọng và cái ý tưởng của mỗi người. Với tôi thì một công việc hấp dẫn tức là một công việc mà thực sự nó đem lại cho mình niềm vui và niềm hạnh phúc. Thí dụ như là một cái công việc mà nó phù hợp với cái khả năng và cái năng lực của mình thì nó là một cái niềm vui, hoặc là nó phù hợp với cái ngành học của mình mà mình thực sự là yêu nó, gắn bó với nó, thì đấy là những cái công việc hấp dẫn. Được lựa chọn giữa một công việc nhiều tiền, một công việc được tiếp xúc với nhiều người thú vị, có cơ hội thăng tiến, phát triển, có
có danh tiếng hoặc là có nhiều cơ hội học tập nâng cao tay nghề thì anh sẽ chọn, anh sẽ đánh dấu vào cái ôn à? Tôi đánh dấu cả năm. Nhưng mà nếu chỉ được chọn một thôi ạ, thì anh sẽ đánh dấu vào đâu? Tôi đánh dấu vào cái ô thứ 5. Ô thứ 5 làm công việc là có nhiều cơ hội học tập nâng cao tay nghề. Có nhiều cơ hội học tập để nâng cao tay nghề. Vì sao ạ? Bởi vì là thực ra mà nói là trong cái môi trường công việc của chúng tôi nói riêng và của mọi người nói chung thì để phục vụ cho cái công việc nó vẫn là điều yếu tố tất yếu. Thế cho nên là nếu như mình không học thì không thể làm gì được. Thế mà mình không có học thì tiếp xúc với những người kia thì cũng chả giải quyết cái gì. Thế mà không có học thì cũng không thể có tiền được. Thế hoặc là không có học thì cũng không thể thăng tiến được. Thế cho nên là tôi chọn là nếu được đi học thì tôi vẫn cứ đi học. Anh vừa dùng từ nếu, có nghĩa là công việc hiện nay của anh là không được đi học nhiều đúng không ạ? Không được đi học nhiều, mà chúng tôi phải công việc nhiều hơn. Từ năm 90 cho đến năm 2000 thì chỉ có mỗi mình tôi làm công tác y tế đấy thôi. Bao nhiêu lần là cục y tế này, thế rồi là cục V6 này. Thế và cũng có công văn cho triệu tập đi học. Thế và tôi cũng đã từng làm hồ sơ. Thế thì khi đi hợp đồng được bác sĩ vào làm việc thay để tôi đi học ấy, thì đến lúc mà chuẩn bị có giấy gọi ấy, thì là anh bạn này bỏ luôn. Thế đâm ra lại tôi lại còn lại mỗi mình là thủ trưởng, mà bây giờ không có người làm thì không thể đi học được. Thế mà trong khi đó là cái nhiệm vụ của tôi thì nó không phải ai cũng làm được, mà phải có học thì mới làm được. Sao mình không điều các y tá bác sĩ ở các nơi khác về? Thì hiện tại bây giờ nếu mình như là mạng lưới y tế của cái lực lượng trại giam là vẫn còn thiếu. Khi mà vào đấy thì thấy cái khối lượng công việc này, thế rồi là về cái thời gian này, thế cho nên là mà cái quá trình tiếp xúc với người bệnh thì lại khác hẳn với cái những người bệnh ở bên ngoài xã hội. Ví dụ như là có bệnh thì người ta lại bảo không có bệnh chẳng hạn. Hoặc là không có bệnh thì người ta lại bảo là mình có bệnh, mà có bệnh thì người ta bảo là bệnh rất nặng chẳng hạn. Người ta không trung thực với cái bệnh của người ta. Có thể là đang đêm này người ta cũng có thể là cũng kêu là cấp cứu, nhưng mà khi xuống đến nơi thì lại chỉ là một cái ho thôi chẳng hạn, hoặc là chỉ là một cái nhọt nhức bình thường thôi cũng kêu cấp cứu, hoặc là người ta không ngủ được cũng kêu cấp cứu. Bởi vì là mục tiêu của người ta là được ra khỏi cái buồng giam ấy, hoặc là được đi bệnh viện để cho thoải mái một thời gian. Chính vì thế cho nên là các cái bác sĩ bên ngoài vào là thường là chán. Bởi vì là thời gian này 24/24, thế mà áp lực công việc thì nó cũng rất nhiều, mà nó có những cái nó như thế cho nên là người ta không phát huy được tay nghề. Thế rồi là những cái phương tiện dụng cụ thì nó lại đơn giản. Thế cho thí dụ như bây giờ một cái bệnh nhân đến mà kêu là đau đầu chóng mặt, hoa mắt chóng mặt, ngoài những cái biện pháp khám lâm sàng ra thì chúng tôi cũng phải cho một cái xét nghiệm để là làm cái xét nghiệm máu về công thức máu xem là có do thiếu máu không. Thì ở đấy lại không có. Thế cho nên là đấy là những cái để các bác sĩ làm việc là không đáp ứng được, cho nên người ta chán. Từ chỗ đó là người ta không ở lại làm việc với chúng tôi nữa. Chúng ta nhớ lại cái trải nghiệm mà chúng ta đã cùng thử trong chương trình của chúng ta, tức là anh khám chữa bệnh cho một số những bạn trẻ mà đang chán nản công việc của mình. Và cái bạn trẻ đầu tiên đã nói một cái công việc mà hoàn toàn có một cái đặc điểm giống như là anh vừa mô tả, tức là bạn ấy không có khả năng để được học tập, được phát triển về nghề nghiệp của mình. Thế thì anh có nhớ là anh đã khuyên bạn cái gì không ạ? Đối với tôi thì trong cái quãng thời gian qua là tôi vẫn phải cố gắng vươn lên trong cái công việc của mình. Ví dụ như là tôi vẫn chuyên sâu với cái công việc. Thế ngoài ra thì hàng năm là ngành cũng có tổ chức tập huấn đào tạo lại cho chúng tôi. Thì chúng tôi cũng cố gắng tham gia đầy đủ để mà tiếp thu những cái kiến thức mới để về áp dụng với công việc của mình. Tôi có nhớ là anh khuyên cái bạn trẻ đầu tiên là bạn hãy bỏ cái công việc ấy đi để tìm công việc khác. À không, đấy là với cái công việc mà bạn ấy không yêu. Vâng, bạn ấy không yêu thì tôi mới, mà bạn ấy đang muốn đi tìm công việc khác. Lúc đầu là tôi bị cái nghề nó tìm đến tôi, chứ tôi chưa tìm đến nghề. Thế nhưng mà khi mà tôi đã rất hiểu về nghề, thế và tôi đã yêu ngành mến nghề rồi thì tôi sẽ cố gắng theo đuổi nó cho đến cùng. Anh bắt đầu tự kê cho mình cái đơn đó từ năm bao nhiêu? Sau khi học xong ngành y
là tôi đã tự xác định cái nhiệm vụ của tôi rồi. Những cái năm 78, 79 thì ở đơn vị chúng tôi mà tìm được một vài người có cái trình độ trung cấp chuyên nghiệp như thế này rất khó. Chúng ta có nhớ là trong trải nghiệm chúng ta vừa thử với nhau thì có một bạn trẻ có than phiền về cái điều kiện làm việc của bạn ý là một cái môi trường mà có như rất là nhiều bụi bặm và có hại cho sức khỏe. Có thể gọi đó là một môi trường làm việc không an toàn. Không an toàn. Thực tế ra mà nói thì cái công việc tôi lại còn nguy hiểm hơn. Thế và có nhiều rủi ro hơn. Ví dụ như là chúng tôi phải tiếp xúc với những người mắc các bệnh truyền nhiễm này, như lao này, HIV này, hoặc là viêm gan này. Ví dụ như chính bản thân tôi cũng đã từng bị phơi nhiễm HIV trong cái một lần khâu vết thương cho phạm nhân. Thế thì trong quá trình làm thì cũng như mà là bao nhiêu những cái ca chích nhọt hoặc là chích ổ mủ hoặc là khâu da khác thì tôi vẫn thực hiện bình thường đấy. Sau khi khâu xong thì là tôi mới tháo găng. Thế và để đi rửa tay thì thấy ở trong cái găng và trong tay là có máu. Sau khi tôi kiểm tra thì là cái găng bị thủng. Thế và tôi kiểm tra trên tay thì lúc bấy giờ thì cũng không thấy, tôi xoa cồn cho kiếp thì cũng không thấy sót hoặc là không thấy gì cả, mà không thấy vết gì. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà máu của bệnh nhân mà vào trong găng thì không thể nhiều như thế. Thế mà chỉ có khả năng là do cái khi trong quá trình mình khâu ấy, là cái kim khâu nó sẽ chọc vào nó thủng găng. Thế sau khi đó tôi làm vệ sinh cho mình xong ấy, tôi vào tôi xem cái danh sách ấy, thì tôi thấy cái đối tượng này là bị nhiễm HIV rồi. Thế tôi rất là lo. Vâng. Anh có thể mô tả kỹ là cái cảm xúc của anh lúc nhìn thấy cái chữ dương tính của HIV, thì của trạng HIV thái, của phạm nhân? Lúc ấy trạng thái của mình là coi như là bị hồn vía, bị phiêu vạt hết rồi. Run toàn thân. Mà người coi như là bồn rốn hết ra. Mồ hôi thì vã ra. Lúc ấy là tôi nghĩ là mình khả năng sẽ bị phơi nhiễm hoặc là bị nhiễm. Thế sau khi đó thì ngay lúc ấy tôi nảy ra cái nghĩ ngay đến cái việc tức là bây giờ mình lại phải tự cứu mình luôn. Thế và tôi cũng báo cáo đồng chí thủ trưởng đơn vị. Thế và đồng chí thủ trưởng đơn vị cũng động viên. Trước đó đồng đội của tôi, thí dụ như là chị Hương ở bên trại giam Quảng Ninh ấy, là cũng bị cái kim tiêm nó cắm vào tay, nhưng mà sau khi nó uống thuốc thì cảm thấy nó xét nghiệm thì vẫn âm tính, thì cái đấy là tôi cũng hy vọng. Thế sau khi đó tôi lên trên sở y tế thì các anh cho thuốc uống. Và những ngày đầu thì thực ra nó là không ngủ được, bởi vì là nghĩ về tương lai, thế rồi nghĩ về gia đình. Lúc đó thì năm 2003 thì các cháu nó cũng còn nhỏ là một này, thế rồi là gia đình thì cũng còn bố mẹ già, thế mà bản thân mình thì lại bị như thế này thì quá là sợ sệt, quá là lo lắng. Khi mà đã về đến nhà thì cái trạng thái tâm lý của tôi nó lại phải khác. Khi tôi bị như thế thì thực ra nói là anh em đồng chí đồng đội nhiều người cũng không biết, mà đa số là không biết. Bởi vì người ta biết cũng chẳng giải quyết cái gì cả. Thế cho nên là gia đình tôi cũng tôi cũng không cho biết, mà không ai biết, cứ âm thầm chịu đựng, uống thuốc và chịu đựng. Thì sau một năm sau tôi xét nghiệm lại thì là kết quả âm tính, cho nên là mình cũng rất là yên tâm, và từ đó lại càng thấy trong công việc mình phải càng phải cẩn thận hơn. Và cuối cùng thì anh nói cho vợ anh vào lúc nào? Khi đi cái hội nghị về tấn công truy quét tội phạm năm 2007 do Bộ Công an tổ chức, thì sau khi trận ấy về thì tôi được Bộ Công an tặng bằng khen. Thế về vợ cũng hỏi mà thế anh làm cái gì mà được tặng bằng khen? Thế tôi về sau đầu tiên thì tôi ngậm ở tổ đây này, không biết người chắc là người ta tặng nhầm thế nào. Thế vợ cứ truy quét mãi, cũng cứ tấn công hỏi là thế nhầm là nhầm thế nào, chắc là phải có thành tích gì hay là thế nào. Thì cuối cùng tôi không còn cách nào khác, thì về sau lúc ấy tôi kể thật tổ là nó cũng lo. Thế là vợ tôi thế mà không nói trước, bảo nói trước để em xa lánh anh à, em kỳ thị anh à. Bảo không, em cũng biết rồi nhưng em sao kỳ thị được. Thế và cuối cùng là sau cái trận đấy thì tôi bảo thôi cứ biết như thế thôi, bởi vì là cũng có thể là người khác người ta không hiểu được. Người ta cho mình là thằng HIV thật thì nó lại nguy hiểm cho
mọi người khác. Thế và người ta lại kỳ thị xa lánh mình thật thì làm sao? Mình thanh minh làm sao được? Thế mà bây giờ để chờ được những cái người khác người ta hiểu được mình thì nó khó lắm. Thì thôi tốt nhất là không nói gì nữa. Như vậy thì cái môi trường như anh nói là anh đang làm việc ạ, rõ ràng là nó cũng rất là không an toàn đúng không ạ? Và còn không an toàn hơn nhiều những cái môi trường khác. Có lúc nào anh nghĩ rằng là thế thì tại sao mình lại phải ở đây để làm gì? Thế cũng như là trong cái câu hỏi trách nhiệm của chị vừa nãy đấy là tiền này, thế rồi công danh địa vị này, thế rồi là những cái điều kiện khác thì chúng tôi cũng nghĩ đến, cũng mơ. Bởi vì là trong cái cuộc sống thì mình cũng phải mộng mơ một tí cho nó thêm phần sinh động. Thế nhưng mà thực ra nói là mình cũng phải nghĩ là mình như thế nào và thực lực ra sao, thế rồi là cái công việc của mình nó đem lại cái lợi ích gì cho mọi người. Thế thì tôi thấy là cái công việc của tôi là và cái nghề của tôi nó là cái nghề rất cao quý. Thế tuy nhiên thì anh lại vừa mới kể với chúng tôi là những người mà anh phục vụ thì lại là những người mà có thể có những cái mà ví dụ như là thái độ không trung thực này, rồi là đã từng có những cái tiền án tiền sự này, rồi đôi khi anh cũng cảm thấy rất là buồn với những cái cách ứng xử của họ. Vậy thì cái niềm vui ở đây là gì? Tất nhiên có nhiều những trường hợp đến với chúng tôi như thế, nhưng mà chúng tôi vẫn cứ vui vẻ cười nói, rồi thì như bản thân tôi vẫn cứ động viên, nhiều khi tôi còn đùa đằng khác. Khi mà họ thấy tôi gần gũi như thế thì họ lại cũng lại rất niềm nở và quên đi những cái cáu bản trước đó. Thế và lúc bấy họ lại trở nên là hợp tác. Thế còn cái số mà nó không hợp tác cái nọ kia thì cũng có, nhưng mà không nhiều. Thì anh có thể kể là có những cái trường hợp nào mà các anh phải ứng xử một cách nói chung là không như mong muốn không? Trong cái thời gian mà chúng tôi làm cái nhiệm vụ khám lao chủ động để phát hiện cái bệnh lao cho phạm nhân ở trong trại đấy. Trong quá trình khám hơn 1000 phạm nhân thì sau khi đó phát hiện được hơn 100 phạm nhân là có cái lao dương tính. Thì những cái phạm nhân có những cái triệu chứng lao rõ ràng rồi thì đã chấp hành đi uống thuốc rồi. Thế và vào cái buồng cách ly để chúng tôi phát thuốc cho hàng ngày uống. Thế nhưng mà sau khi đó thì còn một số những cái phạm nhân khác chúng tôi gọi lên để làm bệnh án này cho vào điều trị thì phạm nhân này cương quyết là chống lại. Tức là tôi không bị mắc bệnh lao mà bây giờ đưa tôi vào cái buồng lao thì để tôi mắc lao à. Đấy, thế và tôi không bao giờ uống thuốc lao. Chúng tôi này phải dùng biện pháp tức là khống chế. Tức là anh không uống không được. Bắt uống thuốc. Bắt phải uống thuốc. Buộc anh phải ở trong buồng cách ly. Thế thì sau khoảng độ một tuần sau khi chúng tôi phát thuốc cho uống xong thì phạm nhân đấy là chạy ra xin thuốc uống. Sau đó tôi lại gọi lên trên phòng. Lên phòng thì phạm nhân nó lên thì xin lỗi, hứa là sẽ uống thuốc đầy đủ, đúng giờ và đủ liều, đủ thời gian. Thế và sau đến nay thì bây giờ những phạm nhân đó đã khỏe mạnh rồi. Thế và thỉnh thoảng chúng tôi đi vào đấy là phạm nhân rất là tình cảm. Có một cái cuộc điều tra tiếp theo của chúng tôi trên website là nếu như bạn gặp phải một công việc mà bạn thấy là nó không mấy hấp dẫn thì bạn sẽ làm thế nào? Có ý kiến như sau. Thứ nhất là không tiếp tục làm công việc đó nữa. Theo anh thì có bao nhiêu phần trăm bạn trẻ sẽ trả lời như vậy? Nếu mà công việc không hấp dẫn thì theo tôi mà khuyên là không nên làm cái công việc đấy. Thì nếu mà với cái tuổi trẻ này tôi phải nhận định đến khoảng độ 80-90% là các bạn sẽ bỏ việc. Và thế là anh nghĩ là các bạn trẻ bây giờ khác với thời của anh ngày xưa. Dạ vâng. Và anh thời anh là thời thế nào? Thời chúng tôi bây giờ cũng không dám mà hư cấu lên, nhưng mà cũng thuộc cái diện vào trung cổ rồi. Trung cổ là bởi vì chúng tôi sinh ra và lớn lên trong cái thời bao cấp. Cho nên là được rèn giũa về cái sự cẩn mẫn, thế rồi là tiết kiệm nhiều hơn. Nếu như mà bây giờ anh là một bạn trẻ bây giờ thì anh cũng sẽ thôi không làm công việc y tá trại giam nữa. Cũng chưa biết đâu được. Đấy. Anh vừa nói là phải 80-90% người lựa chọn như thế. Đấy, thế thì tôi biết đâu tôi lại rơi vào cái số 10-20% là trung thành với công việc. Có bạn thì sẽ trả lời như sau, tức là nếu công việc không hấp dẫn tôi sẽ vẫn làm nhưng làm cho xong vì đó là trách nhiệm. Anh có phải là thuộc người mà sẽ đánh vào dấu vào câu trả lời này không?
anh cứ không chọn câu trả lời. Nếu tôi xác định là đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, chứ không thể làm cho xong để gọi là hoàn thành cái công việc thì tôi không làm. Thế thì anh có phải là người sẽ đánh dấu vào câu trả lời này không, tức là có đề xuất để cho công việc hấp dẫn hơn? Dạ cũng phải có chứ. Nhưng mà có được đáp ứng không? Tất nhiên là nếu như mà mình đề xuất hợp lý thì chắc chắn là sẽ phải được đáp ứng. Thế thì anh có đồng ý lựa chọn này không, là thôi thì cố gắng động viên bản thân để tìm ra ưu điểm của công việc? Anh có thích lựa chọn này không? Nói chung là cái lựa chọn này là lựa chọn cuối cùng rồi. Tức là không còn lựa chọn nào khác. Thì cuối cùng mình cũng phải là làm việc, và trong quá trình làm việc thì mình sẽ tìm kiếm ra những cái niềm vui trong đó. Thế thì cái câu mà anh thường xuyên động viên bản thân rồi cổ vũ bản thân để tiếp tục ở lại công việc là anh hay nghĩ như thế nào để mà ở lại được với công việc? Ngày xưa người ta có câu, tức là cứu được một người thì phúc đặng hà sa. Thế mà sau khi mà bố mẹ tôi biết là tôi đi học y thế và làm nghề y ở trong trại giam thì bố mẹ tôi cũng rất động viên. Tức là đây là một cái công việc thuận lợi rồi, tốt rồi, công việc làm phúc rồi. Cho nên là phải cố gắng hoàn thành và làm cho nó đến nơi đến chốn. Thế cho nên là từ đó tôi cũng thấm thía những cái câu, cái lời dạy của người ngày xưa, thế và những cái lời động viên của bố mẹ, gia đình. Thế cho nên là tôi cũng luôn cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ được giao, để làm sao để cho cái người bệnh người ta không cảm thấy là nuối tiếc khi gặp mình nữa. Và y đức trại giam thì có khác gì với y đức ngoài trại giam không ạ? Nói chung là y đức trong trại giam thì nó thêm một cái, tức là mình cũng phải cương quyết với những cái đối tượng nữa. Thì các bạn, một điều rất là bất ngờ, tôi nghĩ là bất ngờ với anh ấy là cái số lượng các bạn trẻ mà chúng tôi điều tra và nói rằng là sẽ bỏ việc, không tiếp tục công việc mà không hấp dẫn, mình không thích, chỉ có 21.7% thôi. Tôi nghĩ cái câu chuyện ngày hôm nay có một điều rất là thú vị, anh có nói rằng chúng ta nếu như gặp phải những công việc mà mình bắt buộc phải làm, đúng không ạ? Nhiều khi nó không hấp dẫn, nó không phải là một môi trường làm việc quá là nhiều những cái ưu đãi, thì anh sẽ... Tôi phải cố gắng để khai thác, tìm ra những cái niềm vui trong công việc. Vâng, ví dụ như anh có nói là tập thể dục hay là phải tìm ra được những mối quan hệ tốt đẹp với những người mà mình sẽ tiếp xúc, đúng không ạ? Mình sẽ chữa bệnh cho họ. Và hãy tìm ra được những niềm vui trong công việc, hãy tìm ra những hạnh phúc ở chính nơi mình đang sống và trong công việc của mình đang làm. Đó chính là bí quyết mà anh Đỗ Xuân Nhường, một đại úy bệnh xá trưởng của một trại giam đã tới và chia sẻ chúng ta ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng học được những điều rất là thú vị từ anh Nhường. Xin cảm ơn anh rất nhiều và xin chúc anh tiếp tục có những thành công trong công việc ạ. Dạ, vâng, cảm ơn chị.